Rồi, em với cá chào tất cả anh em nha. Thì sáng nay em có lên ít dây điện thôi anh em. Dây điện với lại mớ đồ bu lông hơi này, lại mấy cây vít thôi. Lại sốt. Còn sốt đâu mấy cái máy cần câu đây. Lại mớ mấy cắt ống. Này cắt ống chạy bằng cơm anh em nha. Đó, cắt ống chạy bằng cơm. Thì đa số cái video ngày hôm nay thì toàn bộ là dây điện thôi anh em. Còn mấy món là lẻ tẻ thôi. Thì dây điện này thì em giới thiệu nó luôn. Thì với riêng máy cũng vậy, thì em bao ship hết toàn bộ anh em nha. Giá thì em có niêm yết lên trên máy rồi. Mỗi một lô dây điện là một rổ là mấy ký anh em nha. Ví dụ như lô này 330 thì nó 3 ký. Đó. Còn 230 nó nhiều lô 3 ký hơn. Đấy. Lô chung là lô 6 lô đẹp anh em nha. Lô 6 lô đẹp. Đó. Dây thì em cũng không có bao gì hết, chỉ là bao ship thôi. Tại vì dây này em bán theo cân theo ký. Đó, nó không có phải là bán theo mét anh em nha. Đấy, bán thì mét thì nó lại khác, thì em sẽ bao. Đấy. Còn đây là bán ký, là cắt dây, em cắt trong máy dây chai ra thì nó làm sao thì em bán vậy. Đó, nhiều khi đôi khi có nhiều cọng anh em, nó giật ra nó bị đứt bên trong, em không kiểm tra được anh em nha. Đấy, nói chung là lỗ lâu thôi, nó mới bị thôi anh em nha, chứ không phải là cọng nào nó cũng bị đâu. Đấy, thì dây điện thì em bán lúc trước tới giờ thì anh em cũng biết rồi. Đấy. Vừa lên bao nhiêu lô thì anh em mua về anh em cũng test ra thử thì anh em cũng biết rồi. Đó. Thì đó là bao ship anh em nha. Nó một lô này là em bao ship rồi. Giá thì có lên trên đây. Đồ hơi cũng vậy. Thì đồ hơi này em cũng là bao ship và không bao gì đâu anh em nha. Bán sát luôn anh em á. Bán sát luôn. Cặp máy này cũng không biết xài luôn nè. Đấy. Cặp máy này không biết xài luôn. Là lô mấy cái ống thôi. Đấy. Đơn giản thôi anh em nha. Rồi mỗi một lô thì nó là như vậy thôi. Rồi thì anh em có mã số phía trước. Anh em nhìn cái mã số. Rồi gọi cho em sẽ chốt cho anh em theo mã số nha. Rồi khi mà chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước cho em mỗi đơn hàng là 100k. Còn lại em sẽ code về đến nhà. Khi nhận hàng anh em vui lòng khui thùng, kiểm tra đúng với hàng của mình đặt, đếm đủ số lượng anh em nha. Thì anh em nhận, còn nếu mà có sai sót gì, bởi vỡ hàng, bởi vỡ hoặc là không đủ số lượng gì đó thì anh em cứ gọi lại cho em để em giải quyết cho anh em nha. Anh em đừng có nhận xong rồi shipper đi là em không có chịu thôi anh em ha. Đó, thôi có shipper đó thì em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm 100% cho anh em luôn. Còn là còn shipper đi rồi là em không có chịu trách nhiệm được đâu anh em nha. Anh em lưu ý kỹ cho em, nên khui thùng ra giúp em ha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ quay từng lô một anh em xem và tham khảo nha. Lần tiên em sẽ quay bốn cái cục máy kia đây trước, rồi tới đồ hơi, rồi tới cái thùng màu đen kia, rồi tới dây điện là kết thúc anh em nha. Đó. Rồi mã đầu tiên, mã 658 anh em nha. 658 thì một cặp nó như thế này. Một cặp máy anh em nha, cái này quay dây được nè, đó. Quay lui quay tới lui được nè, đó. Đó. Quay này nó kêu sao kêu cắt này đúng không? Máy nó đụng cái gì cũng dây. Đấy, cái cặp này thì nó rẻ hơn tại vì có một cục bị lỗi anh em nha. Đó. Cái này thì nó đảo chiều như thế nào em cũng biết luôn nè. Đó, cục này em đảo chiều được anh em nha. Nó đảo chiều bằng nút này. Còn cục này như vậy nè. Đó. Quay được nè. Quay được lúc không anh em nha. Đó đây nè, đó, đảo chiều lại là nó không được nè. Đó. Rồi cục này, đó, hai cục. Cục này nó bị lỗi nè anh em ơi. Đấy, rồi 658 150k bao ship hai cục máy cần câu rồi anh em. Bằng nhựa nha, ở đây nó có cái tem gì đây này, em không có rành cái loại này anh em, không có tư vấn được luôn anh em à, em chịu thua luôn cục này luôn, hai cục rồi 150 bao ship anh em nha, rồi hai cục này thì ok nè, mã như vậy 659, rồi 659 hai cục này 230 nha, cục này bằng nhôm nè, bằng nhôm to lắm anh em nha, cục này to hơn cục này nó nhiều luôn. Đấy, có cước này, đó, quay ngược để xuôi. Đấy. Một cục quay được anh em nha. Quay cái kia. Đấy, cái cần câu này đấy. Cái này quay dây nè. Cái này đảo chiều à. Cái này nó đảo chiều nó phải dặn tay anh em nha. Đây nè, đó. Còn cục này thì không cần dặn đó, cục này dặn ok nè. Rồi hai cục này 230 luôn em nha. 659 230k hai cục luôn em ơi. Rồi 660.
thì nay là nó cũng là 230 luôn. Thì cái con này nó là đầu 3/8 này nha, con này đầu 3/8 hiệu của Osaka Yabang nè, Yotain đó, đảo chiều ok anh em nha, mượt mạt luôn đó. Rồi cái này thì nó là đầu 3/8 cò bóp ok luôn, đầu nhỏ anh em nha, Yukitan gì đây đó, đầu chút xíu thôi, không có quanh hơi luôn nè đó, không có số luôn. Rồi đảo chiều ok, đầu 3/8 anh em nha, đầu nó là đầu 3/8. Rồi 660 230k một con luôn. Rồi 661, con này hãng của NBK, đầu 1/2 anh em nha, đầu quay bình thường nè đó, hãng NBK NW1600H, đảo chiều ok đó, bóp được, còn bóp được luôn đó. Rồi nghiêm chỉnh ring dead luôn em nha đó. Em bán sát luôn em nha, em không có vào sóng luôn em ơi. Rồi 661 350 luôn. 662. Rồi 662 300k luôn. Con này thì đảo chiều được anh em nha, đó. Đảo được nè. Đó. Nó cũng hơi cứng anh em nha, đảo phải mạnh tay. Giờ anh em vào vệ sinh lơ thêm vô nha. Cò bóp được luôn nè. Số quay được luôn. Rồi không có đầu quanh nha. Con này hàng của Im Bắc, đầu 1/2 quay được bình thường. Đấy. Rồi một con bu lông 1/2, 662 300 bao ship luôn. Rồi con này 663 Yuki Yorota, hãng Toyota, V160 bơi, đảo được anh em nha, đảo được. Cái này xoay được luôn, cái dòng số của nó là 1234 nè, xoay được. Còn cái cò thì lúc nắm đầu ra kéo đầu vô anh em nha, đó. Nó không có nhảy, nắm đầu ra kéo đầu vô. Còn cái đầu của nó đây, nó bị cái đầu vuông thì không sao anh em nha, còn cái đầu đằng trước nè, em thấy hình như nó bị mẻ miếng nè. Vẫn quay được anh em nha, đó. Yukitan ở Yokota gì nè. Yorota. Rồi mã 663 320k một con luôn. Loại này bán cặp luôn em nha, 664 400 luôn, đầu 3/8 anh em nha. Con này đầu 3/8 nè, quay được nè anh em ơi. Quay được nè. Đảo cứng nè. Cái nút này bóp không cái cò nó bị thụt xuống dưới rồi sao, bóp mà nó không có nhảy nè. Đấy, con này thì nó không có, nó cứng nè, chỉ có quay được cái đầu thôi anh em nha. Còn con này thì hoàn chỉnh nè. Đảo được nè. Đó, cò bóp nhảy nè. Quan viết cổ ok. Đấy. Này đầu 3/8, con bu lông góc luôn anh em nha, bu lông góc. Rồi hai con này 400k bao ship luôn anh em ơi. Đó. 664 400 luôn. Rồi 665. 300 luôn, đó, ba con vít anh em nha. Đây. Tụt được lên xuống bình thường nè. Cò kéo ra kéo vô anh em nha. Đó. Còn đảo. Đó, đảo được anh em nha, đè xuống. Không cần đè anh em nha. Đó. Đảo không được, chỉ có cái cò là rút ra rút vô nè. Rồi ok một con. Con này thì cứng cái đảo chiều nè. Cứng đảo chiều. Đầu cũ ok. Con này thì đảo chiều được, cò bóp được. Mất cái đầu chụp đây. Mất cái đầu chụp anh em nha. Đó. Con này mất cái đầu chụp. Rồi ok luôn, ba con 300 anh em nha. Đó, mã 665 ba con 300 luôn. Rồi còn mớ thùng đen này 666 đây, dao ok anh em nha. Con này là con cắt ống anh em ơi, cắt ống chạy bằng cơm nha. Đấy, xay vô. Bóp lúc này cái tự chạy ra đó, đè vô đó. Rồi ok luôn, hai cái này hai cái loe nữa anh em nha, hai cái loe ống nè này 25, cái này 32, ống này to hơn, loe to hơn. Rồi cái tròn này 130k luôn anh em ơi, 130 luôn, 666 130 luôn. Rồi 667 anh này thì hơi dơ tí xíu thôi, đó, sạch sẽ thôi anh em nha, lâu quá phát nè, sạch sẽ luôn. Con này cũng là
tròn luôn em nha. Đó. Dạng vô, dạng bằng cơm cũng được mà chơi nhanh cũng được anh em nha. Bóp này xuống tụt kìa. Hết tụt rồi. Đó. Rồi ok luôn. Này ống gì này? Đây 16 anh em nha. Cái này. Cái này 16. Cái này nhỏ hơn cái này 32. Cái này 16, cái này 32. Tùy thùng luôn anh em. Này. Thùng này là tự nhiên cái cục này nó nhỏ nè. Nó đi ở ngoài á, có thùng số ở ngoài mỗi thùng á. 10 đây 16 nhân 2 gì đây. Đó. Nói chung là 130k luôn em nha. Đó. À đây không phải là 130 luôn đó. Để ý cái cục này. 16 vậy kia đổi sẽ đổi lại. 66. 66. Số trong máy này. 668. À, 668 tròn luôn em nha. Mấy cái tròn này thì nó răng cổ ok anh em nha, không có mỉa đâu. Hai cục này 2532 anh em ơi. 668 130 luôn em nha, mấy cục này xả hoài cục hoài anh em. 669. Hàng nhà em nó nhiều quá, nó nằm bú xu cầu cào á. Cứ đẹp anh em nha. Đó. Rồi cái này hai ống này quên đi nhá. 2532 luôn em. Đó. 130 bao ship anh em nha. Đó. 670. Rồi, cái này thì đó, nói chung là cái răng nó còn không mẻ là ok anh em nha. Rồi ok. Đó. Hai năm ba hai luôn em. 670 130 luôn. 671. Tròn luôn em nha, cái nào cũng như cái nào luôn em ơi. Cái nào cũng như cái nào hết. 2532 luôn. Rồi 671 130 luôn em. Rồi 672. 2532 luôn. Rồi 670 nha. 230 luôn. Rồi 673. Này. Này cắt vuông anh em. Này ông cắt vuông nha. Đó. Ông vuông. Rồi ok. Hai cũng có hai cái loe ống luôn. Cái này thì 20 16. 20 16. Hai cái loe ống luôn. Đây 16 20. Rồi 673, cái này tính em chăm đi anh em ạ. Rồi. Quan trọng cái lưỡi này anh em ạ. Đây mỉa nè anh em, mỉa tí xíu siêu ngay góc này nè anh em nha. Đó, mỉa tí xíu ngay góc đây. Đó. Rồi. Cái này mỉa chút xíu siêu ngay góc 70. 674. Rồi 675. Rồi cái này không mẻ. Này không mẻ nha. Đó. 70k nào, hồi nãy cùng nó 70k bao ship này nha. Lấy tiền cà phê thôi anh em ơi. Đừng nó lấy vốn. Đừng nữa. Rồi, cái này 100 anh em nha hả? 675 100 luôn. Rồi 676. Rồi, cái này không mẻ anh em nha. Đó. Thẳng góc. Rồi 100 luôn hết anh em. Rồi cái này 16 20 nè, 676 100 luôn. Rồi ok. Rồi 677. Còn 677. Rồi cái này thì dây điện,
2, 4, 6, 8 cộng. Cái nào cũng có đầu cắm hết đây nha. Đây, cái nào nó cũng có đầu cắm hết. Này đây. Đó. Này thì nó hơi chạy chạy, anh em về quấn băng keo lại anh em nha. Đó. Rồi, một lô này. Sửa lại. Cái này nó hơi xấu xấu anh em nha. Đó. Anh nào còn anh em giờ cắt luôn khúc này khúc cuối anh em. Khúc này khúc cuối cắt bỏ luôn anh em ơi. Đó. Hai cục. Hai cục anh em nha, hai cục này to này. Còn mấy cục này là dây mấy khôn rồi mới bào rồi thôi anh em nha. Nó dây nhỏ thôi, dây mấy khôn mới bào rồi. Đấy, nó dơ thôi anh em ơi. Đó, còn nếu mà lâu ra thì nó sẽ như thế này này anh em ơi. Đấy. Rồi 2 4 6 8 8 cục. Đấy. Lâu ra thì nó cũng sạch sẽ, nó đen anh em nha. Đó. Rồi 677, lô này 300 nên anh em, cái dây nó hơi dây đầu tiên nó hơi xấu khúc cuối á. 678. Rồi 678 303 luôn. Này, có cộng dài cộng ngắn anh em ơi. Cộng nào lô nào mà nó ngắn thì nó sẽ được nhiều cộng. Còn lô nào nó dài thì nó sẽ được ít cộng anh em nha. Đây, một cộng nè. 1. Đây 2. Đây dây này, nhỏ nó dài nè. 3. 4. 5 6 7 8 9 10. Rồi, 10 cộng, tính là số 30.000 cộng anh em ơi. Rồi 678 303 luôn em nha. 679. Rồi 679 303 luôn. Đó. Đây nè, anh em chụp màn hình lại đếm đủ số lượng lô của anh em ha. Đó. 2 4 6 8 10. 10 cộng anh em nha. Đó, nó cũng trung bình, như cộng này 3 4 m nè, nhỏ nhỏ. Cộng này thì mét mấy 2 m. Cộng này thì 4 5 m. Đó. Cộng này tầm cũng 3 m rưỡi. Đấy. Độ độ thôi anh em. Này tầm cũng 2 m. Hai này 2 m. Này tầm cũng 3 m rưỡi 4 m nè. Rồi, 679 303 lô này anh em nha. Đó. À, 680 303 luôn. Đấy. Đây. Makita Hitachi Ryobi đầy đủ. Đấy. Cái này thì dây này nó dài nhưng cái fit nó hơi xấu anh em nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, 10 cộng nó như thế này anh em nha, 10 cộng. Đó. Có cộng to, cộng dài, cộng nhỏ, cộng bé. Rồi. 1 cộng ông nội, cộng cháu, cộng chắc có đầy đủ anh em ơi. Rồi 680 303 luôn. 681. Rồi 681 303 luôn. 2. Cộng này nó to nó dài nè anh em. Makita nè. 1 cộng nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Lô này 11 cộng anh em nha. Đó, lô này nó là 11 cộng. 11 cộng. Đó. Rồi, ok luôn, 330k luôn em nha, trung bình 30k một cộng thôi. Mã 681 303 luôn. Hai cái lưỡi đó em. Hai cái 60 em ơi. 681 hả? 682. À, 682. Rồi 682. Đó. 682. Này, cộng này nó hơi tức miếng cái này anh em nha, đó, một cộng nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. Còn nó hơi dơ số 6 anh em. 5 này dài nè. 6 7 8 9 10 11 12 cộng. Ok luôn. Rồi 682 330k 12 cộng anh em nha. Đó, 683. Ủa 682 chứ. 330. 683. Rồi 330 luôn em ạ. À, và em cũng đây dây điện á, thì thực sự là em bán theo lô thế này tại vì khách quen, khách bên em thì anh em toàn là thầy thợ không à. Đấy, thì có cộng to cộng nhỏ anh em về đấu tùy theo cái cộng mà tùy theo của con máy đấy. Chứ còn nhiều khi mà anh em giờ nhà đấu một con á thì anh em mua dây trực thiệt đẹp đấy. Còn đây là em chủ yếu là quay cho anh em thầy thợ đấy, về đấu máy lại cho nên vừa to vừa nhỏ có đầy đủ luôn em nha. Đó. Chứ còn mà thiệt sự là dây đây mà em xé ra em bán mét thì giá nó lại khác anh em ha. Anh em thông cảm ha, em không có bán mét được anh em nha. 2
4 6 8 cọc. Rồi lô này 8 cọc, cái này thì nó cũng mềm mềm anh em nha, không có hơi cứng cứng, nó không không dẻo như mấy cục này. Đấy. Rồi nó cũng dài lắm nha, dày dày cũng vít. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi lô này 8 cọc anh em nha. Đó. 8 cọc thì sẽ dây nó sẽ to hơn, 683 330 luôn. Rồi 684. Rồi 330 luôn. Rồi ok luôn anh em nha. Đó, 1 nè. Cọc này đẹp nè anh em. Cọc này đẹp luôn. 2 3. Dây này hơi xấu nè, 4 5 6 7 8 9 10. Rồi 10 cộng cái vít này hơi xấu tí xíu anh em nha. Đó, 10 cộng. Rồi 684 330k. Lô này luôn nha, 684. Đó con số cục gì quay vậy? Đếm lại. Rồi 685. Rồi. Anh này thì tầm trung anh em nha, lô này lô tầm trung. Đó. Cọc này cũng dài nè, nó dơ thôi anh em nha, nó dơ thôi. Anh em giờ nhúng nước rửa luôn anh em ơi. Đó. Dây này dây 2 cộng nè, dây 2 lỗi. 1. Này thì 3 lỗi. Dây to. Fit dài luôn. 2 3 4 này, 5 6 7 8 9. Rồi 10 tên. Rồi 685 330 luôn, 10 em. 686. Rồi 686. Vô quay đi. Rồi 686. Rồi cái lô này anh em ơi. 686. 1 cộng. 2 cộng. Này ngọn này nó hơi xấu xấu đi anh em nha. Đó. Này 3 cộng, này 2 lỗi nè. Dây Makita 2 lỗi nè. Mấy rồi? 2 cộng. 3. Makita Hitachi 3 lỗi. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đấy, mấy con nhỏ thì nó sẽ ra được nhiều cộng anh em nha. Con này quấn băng keo ngay cuối cùng nè. Đấy, nếu còn mấy con lớn thì nó sẽ ra ít cộng. Rồi 686 330 luôn anh em. Rồi. Rồi 686 330 luôn. Rồi. Em đi ra bán hàng lẻ tí xíu anh em, đợi tử nó quay chút xíu anh em nha. Rồi, quay đi. 687. Xin chào các Thăm, em Trang chào các Thăm ạ. Nay em quay tiếp tục dây điện nha. Tiếp theo là mã 687 330. Đây em Trang sẽ dàn ra và để cho anh em nhìn kỹ tình trạng của dây giúp em nha. Dây nào thì cũng khó phích nên là em chỉ đếm số lượng cho anh em thôi nha. 1 nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 đây là 12 dây ạ. 687 330k bao ship nha anh em. Sao mà bằng giá 330k được. Lô đó là 230k ạ. 689 690. Tiếp
tục là 330 đây ạ. 350 là mấy cái? Vô này là mấy cái? 1. Dơ anh em nha, mình vệ sinh lại giùm em là được. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 690 330k. Sáu chín một lô này 230k anh em nha. 230k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sợi 691 230k. 692 330k. Cái 230k là mấy ký anh? Mấy ký? À, 230. À, lô nào mà 330 là 3 ký, còn 230 là 2 ký nha anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 692 330k. 693 330k. Đây, lần này thì được 2 sợi này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 693 330k. 694 330k luôn ạ. Đây, lô nào 330 cũng có mấy cái sợi. Hai sợi dài rồi kèm thêm mấy sợi ngắn anh em nha. 2 4 6 8 10 sợi ạ. 694 330k bao ship ạ. 695 330k. 3 ký anh em nha. 3 ký đủ rổ rồi đó. Đây hai sợi to đẹp. Khỏe. 2 4 6 8 10 12. Con này là 12 anh em nha. 695 330k. 696. Con này cũng được anh em nha. 3 sợi nè. 4 nè, 5 nè. 6 7 8 9. Đó, 696 330k. Lô nào mà ít thì dây nó dài. Lô nào số lượng dây nhiều thì nó lại ngắn hơn nên anh em cân nhắc ha. 697. 697. Đây. 1 2 3 4 5 dài nè, 6 7 8 9 10 11 11 sợi. 697 330k bao ship ạ. 698. Đây, sợi này ngon. Em lại thấy ngon rồi đó. 698. 1 2 3 4 5 6 3 ký và 6 cộng là lô này chất lượng anh em nha. 698 330k bao ship. Lô này là 230k. 699. Được 2 sợi. Ok. Dây bên em là đều có fit anh em nha. Nhưng mà fit thì có fit trên ngon, còn có fit mà nó lỡ mà nó hơi xấu xấu thì anh em về thay giùm em nha. Được cái dây là được ha. 4 6 6 sợi. 699 230k. 700 ạ. Lô mã số 330k. 2 4 6 8 10 cộng 11 6, số 700 330k. 701 330k. 2 sợi to. Lô này có thêm sợi to nữa nè anh em. 3 4 5 6 7 8 9 và 10. 701
330g. 702. Sai sót thì anh em bỏ qua giùm em rồi góp ý giúp em nha. Em cảm ơn anh em, chúc anh em buổi sáng đầu tuần vui vẻ.